vì sao cần phải tinh gọn và sát nhập ngay bộ máy đảng vào bộ máy nhà nước. Hệ thống tổ chức của chính quyền Việt Nam được giới nghiên cứu gọi là song trùng, nghĩa là có sự tồn tại song song của hai hệ thống là bộ máy nhà nước và bộ máy đảng. Hệ thống song trùng này dẫm chân lên nhau để chỉ đạo, quản lý và thực thi cùng một công việc. Đây cũng chính là một trong những nội dung góp ý của giới chuyên gia trong Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong vấn đề chống lãng phí. Theo đó, việc cần làm thì phải tinh gọn bộ máy đảng và bộ máy nhà nước để tránh lãng phí và chồng chéo khi phải tốn ngân sách để mà nuôi đến hai hệ thống cùng một lúc. Ví dụ, bên cạnh Ủy ban Nhân dân tỉnh có luôn cơ quan tỉnh ủy, mà Chủ tịch tỉnh lại đương nhiên là Phó Bí thư tỉnh ủy. Sự trùng lập như vậy tạo nên một cơ cấu biên chế rất lớn cho lĩnh vực hành chính công tại Việt Nam. Ngoài ra, chi phí ở trụ sở, trang thiết bị đi kèm cũng hết sức tốn kém. Đó là chưa kể đến hệ thống ăn bám khổng lồ, gồm các tổ chức xã hội như lễ hưởng lương, được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách như Đoàn Thanh niên Cộng sản, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, rồi Hội Phụ nữ, v.v. Đây là một trong những lý do khiến ông Tô Lâm nỗ lực theo đuổi mô hình nhất thể hóa. Đồng thời, đây cũng chính là việc hợp nhất các chức danh của Đảng vào chính quyền. Theo đó, hệ thống lãnh đạo từ cấp tỉnh, cấp xã chỉ có một chức danh duy nhất đứng đầu và kiêm nhiệm hai vai trò Đảng và Nhà nước như một tỉnh trưởng, huyện trưởng hay xã trưởng. Được biết, đây là vấn đề đã được Đảng Cộng sản Việt Nam đề cập và thảo luận từ rất lâu nhưng không thể thực hiện. Cụ thể, từ năm 2013, cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đề cập đến việc nhất thể hóa hai chức danh Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, nhưng đã bị Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bác bỏ. Tuy nhiên, đến tháng 8 năm 2016, tạp chí Cộng sản có bài báo của nhà báo Nhị Lê hay tạp chí Tia Sáng Mới mới đây có bài viết của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, đề nghị gộp hai chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước theo mô hình nhất thể hóa. Mô hình này đã được Trung Quốc áp dụng thành công từ năm 2012 dưới thời ông Tập Cận Bình. Trong diễn văn bế mạc Hội nghị Trung ương thứ 6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đề cập tới vấn đề này. Ông nói rằng sẽ sắp xếp tổ chức lại hệ thống chính trị cho tinh gọn và hiệu quả hơn. Ngay cả cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng phải thừa nhận đây là vấn đề phức tạp và nhạy cảm vì liên quan đến sự lãnh đạo của Đảng. Theo giới phân tích, việc thu gọn hệ thống tổ chức của bộ máy chính quyền Việt Nam là điều bắt buộc trong bối cảnh nợ công hiện nay rất lớn, mà bộ máy chính quyền thì quá cồng kềnh, chi phí thường xuyên rất cao. Tuy nhiên, việc sắp xếp lại tổ chức sát nhập bộ máy đảng vào bộ máy nhà nước sẽ không thành công, không chỉ là vấn đề ai đi ai ở, cũng như một lượng lớn cán bộ không biết đưa vào đâu. Nguyên nhân chính của sự thất bại là do các cơ quan chức năng Việt Nam vì quyền lợi và quyền lực đều quyết tâm bám chặt vào ghế. Được biết, dưới thời Bí thư Tỉnh ủy Phạm Minh Chính ở Quảng Ninh đã thí điểm mô hình nhất thể hóa ở cấp xã. Theo đó, mỗi xã chỉ có duy nhất một viên chức được chỉ định điều động mọi công việc của xã thay cho hai vị trí chủ tịch và bí thư xã. Đây là một trong những lý do tại Đại hội lần thứ 12, ông Chính đã lọt vào Bộ Chính trị và trở thành trưởng ban tổ chức Trung ương. Nhân việc ông Tô Lâm kêu gọi chống lãng phí thì việc thu gọn hệ thống hành chính, chính trị Việt Nam tại thời điểm này là điều bắt buộc và không thể bàn lùi thêm được nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin vì sao cần tinh gọn và sát nhập ngay bộ máy đảng vào bộ máy nhà nước. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de kêu gọi chống lãng phí. Sự khác biệt giữa lời nói và hành động của Tổng Bí thư Tô Lâm cho thấy điều gì? Tình trạng lãng phí tài sản, tiền bạc vẫn diễn ra nghiêm trọng trong lĩnh vực công ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực. Đây là một tình trạng hết sức phổ biến của giới lãnh đạo cũng như công việc trong bộ máy của Đảng và Nhà nước hiện nay. Nó gây thiệt hại không nhỏ cho nền kinh tế cũng như làm giảm sút sự tin tưởng của người dân. Vào ngày 13 tháng 10, truyền thông nhà nước Việt Nam đồng loạt đưa tin giới thiệu bài viết chống lãng phí của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Chủ tịch Tô Lâm đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của công tác chống lãng phí, đồng thời nêu ra một số giải pháp thích hợp. Ông Tô Lâm cũng phải thừa nhận
tình trạng lãng phí còn diễn ra khá phổ biến dưới nhiều dạng hình thức khác nhau, đã và đang gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho sự phát triển của đất nước. Đáng chú ý, ông còn đưa ra dẫn chứng sát thực bằng các con số cụ thể, trong đó trong 5 năm qua đã có gần 3.100 dự án sử dụng vốn nhà nước có biểu hiện lãng phí với tổng số tiền thất thoát lên tới 31.800 tỷ đồng. Gần 74.400 hectare đất bị sử dụng sai mục đích và có dấu hiệu của nhóm lợi ích. Ai cũng thấy tham nhũng và lãng phí là cặp bài trùng, do đó chống tham nhũng và lãng phí phải song song với việc chống các hiện tượng xảy ra trong đảng thì mới đạt được hiệu quả. Cuộc chiến chống tham nhũng của cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm từ đầu năm 2024 cho đến nay đã tiến hành rất mạnh mẽ và quyết liệt với những kết quả gây chấn động dư luận trong nước và quốc tế. Cụ thể đã cho thôi chức 2 chủ tịch nước, 1 chủ tịch quốc hội, 1 thường trực ban bí thư cùng hàng loạt các lãnh đạo cấp cao như phó thủ tướng, bộ trưởng, bí thư, chủ tịch các tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, công luận cũng đặt câu hỏi về sự việc hết sức tai tiếng của Tô Lâm dưới thời ông là Bộ trưởng Bộ Công an. Đó là sự xa hoa của Đại tướng Tô Lâm và trợ lý Tân Sô xuất hiện trong một video quay cảnh bữa tiệc thịt bò rắt vàng trong chuyến công du Anh Quốc vào cuối tháng 10 năm 2021 của đoàn công tác chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu. Ông Tô Lâm đã ăn món thịt bò rắt vàng trị giá tới 1.450 bảng ở London. Trong khi đó, người dân cả nước đang đói khổ và gặp nguy hiểm tính mạng vì đại dịch COVID. Điều đó khiến cho dư luận liên tưởng sự diễn ra tại hội nghị cán bộ chủ chốt vào ngày 30 tháng 6 năm 2022. Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã mượn câu nói rằng có tài mà cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tài một phần, để mà nhắc nhở ông Tô Lâm. Trở lại chủ đề chống lãng phí của ông Tô Lâm này, ông đã chỉ ra một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng lãng phí, đồng thời nêu ra các giải pháp khắc phục. Theo đó, ông cho rằng cần đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng, hoàn thiện và thực thi pháp luật, coi đó là yếu tố quan trọng để mà chống lãng phí. Về kinh tế cũng như vậy, Việt Nam phải thực hiện đúng, đủ và triệt để nguyên tắc. Vấn đề gì tư nhân đảm trách được thì nhà nước không tham gia. Để tiến tới xóa bỏ các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước làm ăn kém hiệu quả, mà việc rất nhiều tập đoàn kinh tế nhà nước mỗi năm làm thất thoát hàng chục ngàn tỷ đồng là bằng chứng cụ thể nhất. Theo giới chuyên gia, các giải pháp của Tô Lâm vẫn chưa phải là giải pháp cơ bản, mà vấn đề quan trọng bậc nhất mang tính then chốt là phải đổi mới toàn diện thể chế chính trị ở Việt Nam hiện nay. Theo đó, cần xác lập hệ thống tam quyền phân lập cùng với hệ thống các tổ chức xã hội dân sự để tạo điều kiện cho người dân tham gia giám sát, chống tham nhũng, chống lãng phí và tiêu cực được thường xuyên hơn. Quan trọng hơn là cần phải tiến hành các biện pháp dân chủ hóa đất nước thông qua việc mở rộng quyền làm chủ của người dân như hiến pháp đã hiến định. Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin kêu gọi chống lãng phí, sự khác biệt giữa lời nói và hành động của Tổng Bí thư Tô Lâm cho thấy điều gì? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.